các bác cô chú anh chị thân mến, em đang ở trong một cái nhà vườn rất là hoành tráng, những cây xanh rất là to, cực kỳ to và vì thế nhưng mà chưa thấy được chăm chút cho lắm. Mặc dù những cái cốt cây rất là kinh khủng, rất là đắt tiền, thì nhà này họ có bán cái chậu, một số cái chậu cây thì nhân tiện vào để phải quay phim luôn một số cái cây. Mặc dù họ để rất là thả sổng nhưng mà thực sự là những cây rất đẹp. Bác xem này. Đầu tiên là bục vào giữa vườn thì tất nhiên không hỏi giá là vì chủ của công ty theo đây, không biết như nào, nhưng là cứ quay lại các bác nhé. Đây, còn xanh ôm đá, Nam Điền ôm đá, rất là kinh khủng. Sơ sơ một chút, đây này, cái chỗ này là chỗ đường 70 ấy, chỗ Tây Mỗ, đường đại Tây Mỗ, chỗ Tây Mỗ giao với đường 70 với đại lộ Thăng Long các bác nhé. Trên này cây này một cây Nam Điền rất già, rất bề thế. Cây này chắc phải đứng xa rất nhiều mét mới có thể quay được hết. Những cây to thì quay rất là khó các bạn, nhưng mà những cây mini thì nó dễ hơn. Tay tán rất là ngon lành rồi nhưng mà đang để thả sập. Đá rất đẹp. Cái này không rất khó để quay được chi tiết các bạn. Để lại gần thì nó chỉ quá nhỏ bé, bàn tay mình quá nhỏ bé. Những cây to thế này mà quay xa thì nó không nhìn thấy được hết rồi. Quay xa thì tổng quan chi tiết lại, vào trong thì rất khó. Chảy dễ, nó chảy bện cũng như thác. Rồi, để sang cây tiếp theo thôi nhé. Cây sẽ chỉ đi một số cây ưng mắt thôi. Đây, xanh quê cũng ôm đá rất khủng, chưa kịp biết tên nhà vườn là gì cả. Đi qua đây nhiều hôm nay mới vào, quá đang cần một cái chậu để trồng những cái cây trâu tôi mua. Bởi vì cái chậu đấy ông chủ cũ ông ấy để cái chậu xi măng nó không vừa, rất khó để quay hết trong. Rất hoành tráng, cây này thì khá sạch sẽ. Đây là một cây sung. Rồi xin phép quay phim một tí. Đấy, dễ bán rất là nghệ thuật, rất là lâu, không có những cái rễ cám nữa rồi, chỉ là làm những cái rễ quện theo thời gian. Đấy, cây này một tỉa cốt thì đẹp lắm. Đấy, rễ nó chảy ra kìa. Bác nhìn so sánh với bàn tay thôi thì biết cái cây nó to mức độ nào. Đây chỉ một phần nhỏ, rất nhỏ của cái tán rễ. Từ phía cái này thì hướng không vào được. Ôm hòn đá thì rất hay. Đấy, dễ chia rất đều. Ôm được phía đá. Đấy, cái đoạn này rất hay. Bao nhiêu đời con người mới làm thành một cây như này thôi. Bao nhiêu đời chủ
cây kia, cây vừa nãy quay đấy. Theo vào đấy là một cái tuyệt phẩm nữa. Đây, nhưng mà trước khi quay cây to này, quay cây nhỏ này. Cây này hơi đáng tiếc, chút là dễ nó bị cháy. Dễ nó bị cháy. Vắng làng này về thế quá, cũng là một con xanh ôm đá. Rồi tường vi, tường vi rất dài, tường vi này là tỉa tốt thì rất đẹp đấy các bác. Có vẻ như chủ đang bỏ hoang nhất là không hẳn là bỏ hoang mà không được quan tâm cho lắm. Cây đến kỳ tỉa tốt rồi mà chưa thấy đụng dao đụng kiếm gì cả. Rồi, hôm này tan ra này, kinh khủng như quay vào một rừng cây các bác. Hôm nay mới là tuyệt phẩm này. Hôm nay đó nhé, các bác thấy mơ ước không, đáng mơ ước không? Đấy, nó bị ngược mặt trời. Đây nha các bác nha. Hôm nay đậm chất bonsai này. Rất sạch sẽ, rất kỹ. Rất kỹ. Máy đình bây giờ đúng là phía bên này cho nó đỡ ngược sáng. Một cái cây xanh rất quý các bác. Rất quý nha. Đây là hoành này, nó mạnh ra một nữa, mạnh ra nữa. Để nó đuổi vào cái đám chậu to này thì đẹp, rất đẹp. Bây giờ nó đã rất đẹp rồi. Tổng quan ạ các bác nhé. Tổng quan mà cây rất đẹp. Đưa đi vào chi tiết. Bệ rễ này. Bám đá rất lâu năm. Những cái rễ đã được chỉnh sửa và xếp rất là tự nhiên mà sạch sẽ các bác, không bị rối rắm. Một cái cây rất đẳng cấp. Tay cành này các bác này, tay cành u cục rụt dịp, ngắn mà khỏe. Rất thích đúng không các bác, nhìn thấy là thích luôn đúng không? Dăm chi đã ngon lành rồi. Con này là hay nhất vườn các bác nhé, hay nhất vườn. Tiếp theo là đến con kia. Đầu tiên theo mắt của tôi như vậy. Lấy cớ để mua cái chậu và xin quay phim luôn các bác. Cũng chả được như ngoài chợ đâu mà hỏi giá chứ. Tí nữa em sẽ hỏi sau. Sau khi quay xong video em sẽ hỏi. Và các bác muốn biết thì nên đến tại vườn. Đấy, một cây rất đẹp. Tiếp theo, đây là hàng giữa này, là những cây hoàn thiện của nó nhỉ. Hàng giữa là những cây hoàn thiện. Còn nữa, xứng tầm với triển lãm. Xin lỗi là các em chỉ quay lướt một chút thôi. Chủ nhà thấy mình cứ lang thang trong vườn họ nhiều nó cũng hay. Rất đẹp. Cây trục huyền rất đẹp. Rất hoàn thiện. Đây là hàng cây hoàn thiện là ở giữa này. Đấy các bác nhìn. Chúng ra đằng sau nó cho dễ cho nó dễ. Giờ trước nó bị ngược ánh sáng. Đây nữa, à đẹp. Những cây to như này thì chỉ phép là không quay mà nó rất đẹp. Đây, phía bên này mới đẹp này các bác. Tổng thể phát này. Đấy, ngang ngửa cái kia đấy.
hai cây trầu vào nhau hay đấy các bạn. Tổng quan là như thế các bạn nhé. Còn bây giờ chi tiết, chi tiết các bạn có thấy mê những cái rễ như này không? Rất bệ, rất lâu năm rồi. Người đến bệ được như thế này cực kỳ lâu năm rồi. Da rẻ đúng không? Tay cành chi dằm, không biết bao nhiêu thế hệ, không biết bao nhiêu thời gian mới được thành một con như này. Cúc xanh. Đấy, mê xanh là phải mê những cây như này này các bác này. Chặt đỉnh cao, đỉnh cao. Đấy, thích không? Bác nhìn thấy không? Xin phép sơ sơ như vậy để sang cây khác. Cây này rất hay này. Cây này vừa mới tỉa xong. Tỉa xong. Cái lá của nó khi người ta tỉa nó đang phủ lên bệ là các bác nhìn hơi khó. Thế là cái này rất đẹp. Tất nhiên là chưa thì so được với hai cái kia được. Nó rất đẹp. Nó đã rất đẹp và lâu năm rồi. Một ông ôm đá kia nữa. Đây. Ông này thác đổ đấy. Ông này có cái biển hiệu để xem này. Ông sinh vật cảnh Đan Phượng. Cây này đã từng đi triển lãm rồi các bạn. Cây này thì gọn nhẹ hơn nên là có thể đi được. Đây các bác nhìn, toàn xanh là xanh. Còn kia kia đâu, cực kỳ dã man luôn. Lúc vào đây mũi nó cắn chết quá. Quá bề thế. Con này to quá, vĩ đại quá. Quá nhiều xanh đẳng cấp. Đây là một con đa lông. Rồi để chuyển sang khu vực bên kia và khu vực nửa bên này. Cái video mới các bạn.